Xin chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung Euro Xanh đã cưỡng hiếp cô gái trẻ trong thang bộ ở Hà Nội. Trong cơ quan công an đã bắt giữ Đào Văn Thắng để làm rõ hành vi hiếp dâm cô gái trẻ tại cầu thang bộ trong chung cư ở Hà Nội. Ngày hôm nay, ngày 22 tháng 1, một lãnh đạo công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai vừa bắt giữ Đào Văn Thắng, 24 tuổi, trạm trú ở phường Chư Dương, quận Hoàng Kiếm để điều tra về hành vi hiếp dâm. Qua điều tra ban đầu, bước đầu xác nhận tháng 12 năm 2020, Thắng đã dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng thông tin vào một số hội nhóm Facebook tuyển các cô gái trẻ đi phát tờ rơi ở các khu đô thị. Quá trình tuyển người, Thắng tuyển được một cô gái trẻ đến nhận việc. Sau khi nạn nhân cắn cầu, Thắng lừa nạn nhân lên cầu thang bộ một tòa chung cư, sau đó đã chốt cửa dùng vũ lực cưỡng bức rồi quay lại chụp bằng chứng để bằng điện thoại cho cô này không dám mà tri hô. Sau khi chạy thoát thân, nạn nhân đã đến ngay trụ sở công an quận Hoàng Mai, nhận được tin báo các trinh sát thuộc công an quận Hoàng Mai đã điều tra và tóm cổ ngay cái thằng Đào Văn Thắng này. Hiện tại, Thắng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai tạm giữ để phục vụ công tác điều tra và mở rộng vụ án, thêm còn có thằng nào mà lăm le giống nó nữa hay không để bắt luôn lần cho nó tiện. Đúng không các bạn? Rồi, chia sẻ để cho mọi người cũng biết đến nha. Thì hết sức nguy hiểm. Còn nếu mà cần mà tốt nhất là cứ đến các văn phòng trực tiếp đi, đừng có tin những lời mà trên Facebook nó lừa không đó. Nhiều khi đây bạn bè nó còn lừa đây nè. Ở chi mà ở đó mà tin lại tùm lum. Rồi, chia sẻ để cho mọi người cùng biết đến. Đừng quên ấn vào cái nút đăng ký nha. Cảm ơn các bạn.